Hoàng Lịch Thiệp xin chào quý vị và tất cả các bạn. Tôi đang đến thăm một cái đây là cái từ đường, nhưng mà trong cái từ đường này thì có một cái số cái cây của bác Bùi Đại Tập và Bùi Đại Tập ra Nam Định, Già Phong. Và bác tên là gì ạ? Tôi là Bùi Quốc Tộ. Bác Tộ. Từ đường là họ nhà mình đúng không ạ? Đây là từ đường họ, bắt đầu là mua đất và xây dựng từ năm 2017. Rất đẹp này. Đấy. Khi xây dựng nhà từ đường ấy là bắt đầu tôi đưa gốc về và với cái định là xây là một bộ cây để cúng ra vậy, cúng tổ. Vâng. Một cái cây giữa là cái quần thụ. Giữa là quần thụ. Hai bên là hai cây nong, gọi là nong chầu quần thụ. Vâng. Hai bên là hai cây nong, giữa là cây quần thụ. Rất hay nhé. Quần thụ này là một cây cấu tạo 5 thân. Phải không nhỉ? Vâng, là 5 thân. Có thể gọi là ngũ não giáng đình. Giáng đình. Hoặc gọi là quần thụ. Ngũ não giáng đình cấu trúc của cái cây này gồm có một cái thân trụ giữa nên theo cái thế thất hiền, tức là bảy tán, rồi còn lại 4 cây xung quanh như ngũ phúc, rồi ngũ phúc tức là 5 tán, rồi 5 tán và đây kiểu là 8 cổ, 8 cổ chiều rộng của toàn cây này từ giờ đến ở bên kia 3,7 mét. Cao bao nhiêu? Chiều rộng là từ 8 nọ đến 8 kia. Cao này là bao nhiêu? Chiều cao nó khoảng 2,5 mét. Và chúng ta có thể thấy là có một cái gì đấy cũng rất là cổ kính, nó lại có một cái gì đấy rất là ấm áp. Và cấu trúc của cái cây này rất là chặt chẽ, có cái bông tàn to, có sự liên kết với nhau và xếp mảng miếng chênh vênh khoảng bông, cái tỷ lệ rất là đều, và đặc biệt là những cái quả phúc rất là tròn và đầy đặn. Cái này là cứ theo cái kiểu là bông ở dưới là to hơn bông trên nữa, đúng không? Đúng là cái tỷ lệ rất là hay. Cây này phải nói là ông làm rất là thành công. Và nó rất là phù hợp với cái không gian cổ kính như thế này. Cái thế quần thụ nó khoảng biểu tượng cho cái tinh thần ấy là tập thể đấy, của dòng họ. Cái quần thụ này đông. Đây nó có một cái bài thơ gọi là theo cái thể luận đường. Dạ, đường luật 8 câu. Vâng. Mình có thể đọc cái bài thơ ấy, nghe hay thế. Dạ vâng, ông đọc. Nong chầu quần thụ tức là hai cây nong hai bên. Rồi. Nong chầu quần thụ, thụ xanh. Rồi. Vững như bàn thạch, gốc thân cành. Vẫy vùng bốn biển, tay chầu trống. Khí phách anh hùng tiếng rạng danh. Chớp bể mưa nguồn trồi cứ mọc, thu sương nắng hạ vẫn tươi nhảy. Tấm lòng con cháu dân tiên tổ, khen ai khó nhọc chí công thành. Hay quá. Đấy là một bài thơ vừa thể hiện được cái dáng thế của cây, cũng là một cái người trong họ ấy là cái ông nghe cũng nhò nhã lắm, ông ấy có cái khả năng tổ chức chữ Hán, và thể hiện được cái tinh thần ở cái đảng bài mình nghe cũng rất hay, cái giá trị đúng không ạ, và văn hóa. Thì cái bông là mình nói nó là tay bông mà, vâng, thì ông thể hiện ra được cái ý của câu đấy, cái tay nó đảo xuống vẫy hùng bốn biển tay chèo trống. Đây để khí phách anh hùng tiếng rạng danh, Thì để tạo được cái này thì chắc chắn là ông sẽ có một cái không gian vườn để mình tạo tác. Mình làm tại đây. Cách là gốc và bộ ba cây này là mang gốc vào đây mà làm tại làm tại đây từ năm 2017 đến giờ. Và nó từ một cái gốc không và ba cái cây này bây giờ nó hoàn chỉnh là bắt đầu từ năm 2017 kia mà bắt đầu mua đất làm nhà. Và đến là đấy hai cây long. Hai cây long già. Cây long già rất là hay nhé. Chạy đẹp cực kỳ luôn. Cái loại này cũng một thịt luôn đấy. Vâng, thân một. Trong thân một. Đường chạy này. Quá đẹp. Cây long thì rất nhiều người làm, nhưng mà để làm được những cây long nó có thần, có khí, đặc biệt là nó đẹp thì cũng không có nhiều. Lại một cây bây giờ là rất hiếm. Đặc biệt là những cây long thân một. Ngày xưa thì thường hay ghép thân. Đây là thân một. Ở bên này còn một cây nữa. Thông quan như này chúng ta mới thấy rằng là đất nước của chúng ta có rất là nhiều nghệ nhân. Và với cái niềm đam mê của nghệ nhân là sáng tạo, tạo dựng cho mình. Năm vừa rồi huyện hội đề nghị Trung ương hội phong tặng cái nghệ nhân cấp quốc gia. Vâng. Tức là mình đã được phong nghệ nhân cấp tỉnh năm 2010. Vâng ạ. Thì bây giờ tức là lên cấp quốc gia đúng không ạ? Cấp quốc gia. Và cái vườn vừa rồi là cái Hà Nội cũng đề nghị là làm cái vườn tiêu biểu, nhà vườn tiêu biểu ấy của huyện ạ. Của tức là cũng khi công nhận cái nhà vườn tiêu biểu là cũng chung hội công nhận. Vâng ạ. Rồi kỹ rồi, cái bệ này đấy, bệ đang bắt đầu hóa rồi, rất già, rêu mốc, nói một cái từ nằm ở dưới, cái lòng nguyên tắc là phải có từ. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta về tham quan cái vườn của ông để xem các cái cây mà ông đã tạo tác đến bây giờ thì đã hoàn thiện như thế nào, và chúng ta tìm được những cái đồ chúng ta giao lưu với ông. Trước mắt quý vị là cái vườn cây của ông rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta đi vào trong để xem chi tiết của cái cây một như thế này. Cây làm rất là mịn, hoàn thiện hết rồi. Rất nhiều cây, đủ dáng thế. Cây đa của ông rất là ấn tượng, được làm một vụ tàn cực kỳ là đầy đặn, rất tròn. Cây đa này là đầu tư làm từ năm 1997. Vâng, làm từ năm 1997. Bây giờ là mua của một cái ông ở trong xã. Thì cái thời gian bấy giờ ông ấy nói là 80 năm. Mà từ năm 97 giờ tức là nếu tính là già trong năm rồi. Của ông cử đấy, anh Phương. Ông cử bấy giờ ông ấy nói là ông ứng cấy tính những cái đợt mua đấy là ông ấy bấy giờ. Này, ông ứng cấy lâu lắm rồi. Ông ấy tính là 100 năm đấy. Mà cây này là cây đa búp đỏ. Vâng. Nó là đa búp đỏ đấy, lá nó rất nhỏ, không to như các cái cây đa khác. Đặc biệt là cây này cái xử lý hệ thống chi để tạo ra một cái bộ tàn nó mịn, đóng nó đều kín như thế này, rất là công phu. Bước vào vườn thì chúng ta cái cây đa thật sự là rất đẹp. Cái này nó cao khoảng hơn 2 mét luôn này. À, nó cao dài lắm. Mét rưỡi, bóng nó gần nữa. Nó càng thấp từ giá trị. Bây giờ thì nó cao. Xin mời anh em vào trong vườn. Và khám phá cái công viên này. Xe vào đây chơi. Có vui đi, xe đi quay đi đây. Đó. Không, tôi không ổn chút đấy. Đây quay đi ổn. Rất là siêu nhé. Siêu. Biết rồi. Ổi này là cái ổi ta hả ông? Cái ổi này là ổi ta từ các cụ ngày xưa đây. Nó cũng là 80 năm nhiều anh em. Thực ra mà nói rất là nhiều người là anh là tại sao anh làm cây này như này, cây này như này nó là thiên tạo, con người chỉ là tác động mà thôi. Còn cái dáng siêu của nó là do bão nó rửa ngày xưa, cuối cùng mình phát hiện nó, cái dáng dấp của mình đưa vào tạo thế thành cây cảnh, thành một cái cây. Bây giờ nó vẫn còn hữu xã, siêu thì rất hay, nó vẫn còn hữu xã, nó giải thể đâu này. Cái quả nó ngon tuyệt vời. Đấy, một cái cây ổi rất già, 80 năm tuổi. Bộ tàn cực kỳ là mịn, rất đầy đặn. Hay. Cái giống ổi thế nhưng mà cái trước không nghĩ là cái chuyện này nó có thể có bệ rễ. Vâng. Mà cây này thì là nó có bệ rễ như cây xanh luôn. À. Đặc biệt nó phát triển rễ rất là mạnh. Vâng. Không, vẫn không đủ. Đấy, cái bệ này dân số không đủ. Đâu rồi tiếp theo là chúng ta thấy rất là nhiều cái cây xanh giáng long. Đấy, cái danh giáng long. Cái giáng long ở đây nó chưa đàn. Còn cái này mới chỉ rất là bông rồi này, mịn tít luôn. Đấy, long này là chúng ta long thân 1 nhé, thân 1. Đó, bông mịn tít. Tất cả cây trong khuôn viên này thì đều có thể giao lưu và giá cả thì cũng rất là hợp lý. Anh em ai mà cần, ai mà thích thì liên hệ với ông thì tôi để số điện thoại ở đầu video. Để những cây xanh giáng long là khoảng bao nhiêu năm rồi ông nhỉ? Cặp nông này là làm nó khoảng hơn chục năm này. Vâng. Như cái cốt của nó khoảng bao nhiêu năm? Đấy, cả cốt tuổi cây đấy. Cả cốt tuổi ta thứ nó khoảng 30 năm. Vâng. Khoảng 30 năm. Đấy, rất là to, cao. Này, đều đều những cây đây nó khoảng tầm 1,5 mét nhỉ. Rưỡi mét ra. 2,5 mét 8. Cái là nhiều. Những cái cây long như này thì rất là phù hợp các cái không gian như là nhà thờ, không gian tâm linh, nhà cổ chẳng hạn, như vậy cũng rất là phù hợp. Tổng cái khuôn viên này thì của ông khoảng bao nhiêu cây ạ? Tổng cái khuôn viên này những cây trên chậu nó già trăm cây. À, già trăm cây trên chậu là to nhỉ? Đây như này là cây trên chậu. Những cái này đang nuôi dần dần thì nó khi rễ nó khô đi, nó nhũn ra là cây thành những cây rất là già. Cái tuổi thì có lẽ là nó cũng dao động vài chục năm. một cái cây hai thân, 3 thân, song thụ này, tam đa này, các kiểu cũng có hết. À, trong này đa dạng cực kỳ luôn. Mà những cây ở đây thì ông làm ấy, riêng cái bông thì rất là hay. Cái cây này thì lại làm theo cái gọi là bông tản vân, bông cây kia thì làm bông đĩa, bông vịt. Cây này có một số vị trí còn đang trên cây còn đang có nu. Đây, rất là quý. Đấy, sau này cây sẽ còn quý nữa vì nó cái nu nó phát triển dần dần nó sẽ đầy. Đấy, những cây này cũng tương đối là già này. Đấy, cây này thì có thể nhiều tuổi hơn so với những cái cây long vì trên thân nó đã có những cái điểm tem rất là già này. Mốc nhiều, những cái cây trực thường thì hay gọi là trực lắc, có người thì gọi là cây trực khói hương. Đấy, đều là những cây gọi là theo cái dáng cổ của các cụ, làm theo kiểu tàn đĩa, tàn vịt rất là to. Đấy, những cái cây như này thì chúng ta thường thì có đặc biệt chung là cái quả phúc rất là dày đặc, tròn. Đây là nghệ nhân Phúc Giang, rất là tuyệt vời. Cây trên chậu hết nha quý vị, cây trên chậu rất là khô. Đấy, và đây thì có một cái cây làm cái bông gọi là bông tản vân. Đấy, chúng ta có thể thấy là cái hoành nó bay rất là phiêu, bay rất xa và rất là nhiều bông. Cây này cũng là một cái cây tương đối già thôi mà ông thì rất là tâm đắc cây này, đúng không ạ? Được rồi. À, cây này ông làm thì từ cái thời điểm nào? Bao nhiêu năm bắt đầu tạo tác? Cây này như vậy là thực hiện từ cái năm 2007. À, năm 2007. Năm 2007 bắt đầu là ông dựng được thôi đúng không ạ? Bắt đầu là nó từ cái cây tán vỉ, sau đó mình cắt ra là mấy gọi là cây kiểu cắt giặt, mình chia vỉ, và cắt ra chuyển sang bây giờ là thành những cái tản vân nhỏ, sẽ có bồng bềnh xếp kín, rất là ấm. Thì cây này để mà một cái không gian rộng rộng đập thì cũng rất là hay đấy. Có một cái chậu đẹp hơn. Và sau đấy thì mình kê một cái không gian trang trọng cũng rất là phù hợp, rất đẹp. Trong này thì nhiều cây trực ông nhỉ? Nhiều trực. Và vì sao ông thích làm những cái cây kiểu như cây trực này? Cái này nó theo một cái phong thái riêng từ trước. Vâng. Cái mình là thích làm theo kiểu cổ. Vâng ạ. Đấy, thì hầu như là cái dáng dấp này là phần lớn nó mang dáng dấp cổ. Vâng. Có cái là làm theo cái phương pháp này nó phải đúng luật. Vâng, liêm luật. Nó không mang cái tính chất phá cách như cây nghệ thuật hiện nay. Như cây nghệ thuật bây giờ. Cả những cây tản vân nhưng là vẫn đảm bảo đúng được cái phong cách cổ. Vâng. Tức là các cái tay tán chia chi là vị trí tay đóng tay chuyển đúng không ạ? Sắp xếp đúng ở đâu vị trí nào và cái tỷ lệ cái khoảng sáng giữa các bông như nào thì đều nó có liên luật nhất. Trong vườn ông cây xanh thì khá là nhiều nhưng mà nó có một cái cây khế này, tôi cũng rất là ấn tượng với cây khế này. Nếu mà chúng ta mà nhìn ở cái tàn trên ấy thì nó rất là mịn, cái tàn nó cực kỳ là mịn. Đấy. Và đặc biệt là cái cây này có lẽ nó cũng sẽ rất là nhiều tuổi, già này. Cái hệ thống chi tay nó chạy để nó chia ra các cái vị trí và lắp được cái bộ tàn. Đấy, tạo một cái bộ bóng rất là mịn luôn. Cây này ông làm khoảng bao nhiêu năm rồi không? Cây này nếu tính tuổi đời của nó cây dùng 80 năm. Còn này nếu mình làm đến năm này còn 15 năm. Đây là cái cây chua. Cái vành gốc này nó khoảng bao nhiêu không? Này đường kính khoảng hơn 40 đúng không ạ? Đường kính của nó cái thân gốc này thì nó phải hơn. Đây đoạn này phải khoảng gần 70 đấy. Vâng, đấy là cái đường kính của trong chu vi. Thân này ạ, thân này ạ. Vâng. Còn thân của nó phải khoảng 40. Vâng, thân đường kính khoảng 40. Đấy, nên cây này thì phải ngắm xa. Vì cái tàn nó rất đẹp. Tàn nó rất là mịn. Mịn lắm đấy. Còn vô cái hay là ông xử lý được thì cây nào cũng thế, từ cái đa cho đến cái cồn. Bây giờ là cái cao này nó khoảng độ 3 mét đấy ông nhỉ? Tầm 3 mét không? Đến 3 mét. Và tàn thì nó rộng hơn, tầm 4 mét. Cái ngang này, thành ngang đến 4 mét. Đấy, dáng thì giống như là cái dáng lão. Hơi bay bay một hướng. Có người họ ấy tham gia gọi cái dáng này là Phượng Vũ Đông Đàn. Thì nó có cái con cái cây này đằng cái thân đằng sau nó giống con phượng đằng búa. Vâng ạ. Thì nâng con rồng gọi là Phượng Vũ Đông Đàn. Vâng. Nghe nó cũng hay, nó cũng hợp lý. Vâng ạ. Tiếp tục thì chúng ta lại ngắm cái cây trong cái khuôn viên này của ông này còn khá là nhiều. Và cây cũng là một loại cây có giá ở trong dân vườn. Cây này là cái thân mình thì nó như vậy, nhưng mà nhìn cái bệ này, cái bệ nó cái điểm nó rất là nhũn, cục khá là nhiều cục này. Đấy. Và già chai này. Đấy, có lẽ đây thì những cái đường nét này nó mới tạo ra cái cây quý của cái cây này. Mà cái tuổi chậu của nó cũng tương đối nhiều đấy. Vì là chúng ta nhìn thấy cái chậu nó, cái rễ chậu, rễ là nó khá là khô. Cái rễ khô mà nó đanh thì là cái tuổi chậu nó cao. Rồi, cây này nó cao khoảng trên 2 mét, nó rưỡi. Khoảng 2 mét 2 nó rưỡi. Còn khá là nhiều nha. Cây này là cũng tương đối này. Cây này là thân nó rất là méo. Đấy, nó không nhẵn như là một số cây khác đấy, trong vườn. Cây này nó méo cực kỳ mà nó lực cây. Đấy, cái đường kính của nó phải đến đường kính ấy, nó cái đoạn này đấy, nên nó phải tầm 35-38. Là méo cực kỳ luôn. Đấy, rất méo. Khá là nhiều này. Ra một cái khuôn viên thực sự là rất đẹp. Một số cây thì mới sửa, một số cây thì chưa sửa. Ví dụ cây này thì nó chưa sửa, nhưng mà nếu mà sửa đi thì cũng sẽ rất là mịn. Cái bông sẽ mịn như là những cái cây như bên kia. Đấy, rất là nhiều dáng nha. Dáng này thì cũng hay. Đấy. Trên kia có cái đường đảo xuống rất này. Để mỗi cây nó sẽ có một cái nét riêng. Đấy. Cây này thì rất là cao, là cao cũng phải trên 2 mét. Không gian trong sân này nó tương đối là chật, trong vườn thì khá là chật. Đấy, nhưng mà chúng ta lại thấy được một cái thanh long, quấn thủy vàng long, quấn thủy đấy, chạy rất là hay. Quấn thủy nó chạy từ đây hay đây kia, nó vòng nó lượn lên. quấn thủy thì cái đường nét của cái thân long sẽ mềm mại hơn và nó văng xa hơn, điệu đà hơn so với lại cái long dáng. Long dáng thì nó cũng cứng, cái này thì mềm mại hơn rất nhiều. Ở đây chúng ta thấy là một cái cây đôi, là một cái cây song phụ, một cây hai thân, tuổi chậu rất là cao nhé. Chúng ta có thể thấy là cái rễ già khô, tất nhiên là nó chưa nhũn, nhưng mà nó rất là khô như này thì cái tuổi chậu nó cũng nhiều năm. Đây rất là chặt chẽ, bố cục cực kỳ ấm luôn, rất là to, đầy đặn. Ngày xưa các cụ là thích chơi là những cái bông cái tàn theo cái lưỡi cổ, tức là một cái cây thì nó cũng phải có 5 bông hoặc là 7 bông đúng không nhỉ? Phúc thân thể phát triển phúc lộc thọ khang ninh, thì tất cả những cái đó nó phải đầy đặn thì nó mới tạo ra một cái gì đó nó tốt đẹp được. Đấy, cây đôi cây cũng rất là chất lượng. Đây cây này thì cũng hay này. Cây này ấn tượng nhất là ở cái khoảng này, khoảng bệ rất là tuyệt vời. Đấy, video này thì có thể là khá là dài. Trước mắt quý vị là một đôi xanh, dáng là thế, tôi hay gọi là thế, một thân trực, một cái thân quyền. Đấy. Thì cái này thì nó cũng là theo cái dáng cổ của các cụ thôi. Đây là cái cách làm của ông thì là làm để chúng ta chơi trang trí. Đấy. Chứ không phải như hiện nay thì là cái nét nghệ thuật nó khác, nhưng mà đây là những cái giá trị cổ của những nghệ nhân gọi là tiền bối. Trước đây các cụ làm theo sách, làm theo giá, là một cây thì nó phù hợp với một không gian mà nó có thể là chúng ta cần cái sự đa dạng về dáng thế, và trang trí thì nó muôn hình muôn vẻ, mỗi người có một cách chơi, mỗi người có một cách tạo tác. Những cái này để trang trí trong cái khuôn viên ở một cái nhà cổ mà đặt hai bên thì lại đến hai cái nó dã xuống thì rất là đẹp. Đó. Thì chúng ta cùng ngắm qua. Tôi chia sẻ quý vị là nghệ nhân thì ở đâu cũng vậy, Việt Nam hay là quốc tế cũng rất là nhiều, và mỗi người thì luôn luôn tạo ra cho mình một cái đường nét riêng. Thì hôm nay chúng ta đến nhà của nghệ nhân, bác nói lại tên là gì ạ? Cái tên là Bùi Quốc Tộ, bác Tộ, nghệ nhân Bùi Quốc Tộ, tại đây là xã Xóm Lâm Đình, xã Gia Phong, là Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Có những cái nét đặc trưng riêng của nghệ nhân, chúng ta thấy có những cái cây được tạo tác nhiều phong cách. Thì đây là cái khuôn viên của gia nhà Bác Tộ, ngôi nhà rất là khang sạch sẽ. Tuổi già mà có được cái sân chơi như thế này, một cái vườn cây mà do chính bác ấy tự tạo tác nhé. Tất cả các cây trong vườn bác tự tạo tác từ những cái phôi nguyên liệu có thể là mua của người khác mà tự làm. Chính vì vậy mà những cái cây đây có giá cả rất là hợp lý. Đấy, ví dụ như là cái đôi này bác có nói là bao nhiêu tiền cái đôi này? 26 triệu. Tương đối là già, 26 triệu. Đấy, rất là đẹp mà lại chỉ có 26 triệu. Cao khoảng 1m2, 1m3. Đây, nó rất già đấy. Không phải là đúng rồi. Đó. Cốt chậu ở noi. Tuổi chậu cũng khá là cao. Bác cũng rất là ý thức cho cái việc là cây nó phải lên chậu. Tức là nhiều nghệ nhân là bây giờ là vẫn còn thả đất, vẫn nuôi đất. Cái đất thì cái dễ nó không khô. Đây là tuổi chậu cũng khá tương đối. Này, già chưa? Những cây đôi như này mà có 26 triệu. Thì anh em nào mà thích thì là liên hệ với bác Tộ nha. Thì hôm nay rất là vui vì tôi từ Hà Nội về đây được tham quan vườn của bác Tộ. Chúc bác luôn mạnh khỏe, tiếp tục cái đam mê cống hiến để cho làng cây của chúng ta có thêm nhiều cái tác phẩm lãng phí. Xin cảm ơn Hoàng Lịch Thiệp ạ, chú Hoàng Lịch Thiệp đã về đây là giúp đỡ gia đình, là giới thiệu với lại anh em nghe trên khế cảnh trong toàn quốc. Và nếu có dịp là xin mời anh em tới thăm gia đình. Và giá cả cây cũng như chú Thiệp đã giới thiệu đấy là hoàn toàn là do tay tôi làm, nên là giá cả rất hợp lý. Và rất mong được cái là đón tiếp tất cả anh em quý khách mọi nơi để thăm quê hương và gia đình. Rất là tuyệt vời, cảm ơn bác rất là nhiều. Rồi, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo nha.